Alo, xin chào. Có rất nhiều bạn hỏi tôi và gặp khó khăn trong cái việc là làm thế nào để có thể là xây dựng một cái chatbot thực sự là hiệu quả và thông minh, cũng như là mang lại cái sự trải nghiệm cho người dùng, cũng như là giúp cho cái việc bán hàng và chăm sóc khách hàng nó trở nên tự động và hiệu quả tốt nhất, đồng thời nó giúp cái tỷ lệ chuyển đổi mua hàng cao. Thì ở trong video này thì tôi sẽ cùng với bạn, chúng ta sẽ bạn sẽ được mình chia sẻ cái quy trình để có thể tạo ra cái kịch bản chatbot bán hàng một cách nó hiệu quả, một cách thực tế, và bằng những cái dự án mà mình đã triển khai, và mình sẽ hướng dẫn cho bạn thật là chi tiết và các bạn có thể làm được ngay. Trước khi đi vào chi tiết thì mình sẽ đi vào một cái chiến dịch của một cái chatbot của một bên đối tác mà mình đã hỗ trợ để cho các bạn dễ hiểu hơn trong cái việc mình chia sẻ. Thì đầu tiên, ví dụ đây là một cái bài viết, thì đây nó sẽ là một cái link này nó sẽ dẫn vào cái hệ thống chatbot. Thì bây giờ mình sẽ xem cái hệ thống nó sẽ hành động như thế nào. Ví dụ như là khi mà khách hàng đi vào hệ thống chatbot, thì đây chính là một kịch bản khởi động của bên trong cái hệ thống này. Thì ở trong kịch bản khởi động này thì sẽ có những cái nút bấm, các bạn có thể thấy đây là những cái nút bấm. Thì ví dụ ở đây thì cái yếu tố khách hàng ở vị trí nó rất là quan trọng, cho nên mình đã tư vấn cho bên đối tác đó là sử dụng cái hình thức là chia khách hàng theo vị trí địa lý để giúp cho họ có thể tiếp cận tới khách hàng tốt hơn và tăng cái tỷ lệ chuyển đổi mua hàng. Chứ bây giờ một người không ở Hà Nội mà cái cửa hàng nó ở Hà Nội thì tư vấn hết rồi, đến lúc người ta mua hàng rồi, người ta đi đưa địa chỉ thì nó không ở Hà Nội, thì sẽ dẫn đến cái việc là không bán được hàng và nó mất rất là nhiều thời gian cho cái hệ thống. Thì đây mình sẽ đưa ra những cái sự lựa chọn cho khách hàng. Thì khách hàng hoàn toàn có thể bấm vào những cái lựa chọn như này. Ví dụ khách hàng quan tâm đến những cái mẫu sản phẩm như là cây phong thủy chẳng hạn. Thì đây là những cái nút bấm, khách hàng bấm vào thì ngay lập tức nó sẽ cho khách hàng những cái câu trả lời. Và những câu trả lời này nó phải phù hợp với lại cả nhu cầu của khách hàng. Đó, nó phải phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Ví dụ như bên đối tác của tôi đây là họ kinh doanh về cây chẳng hạn, về cây cảnh. Và trong cây cảnh này thì có nhóm cái cây cảnh về phong thủy. Thì ví dụ như một người tuổi ngọ thì họ quan tâm đến những cái loại cây hợp với cái tuổi của họ, hay là bạn bán những cái sản phẩm về mỹ phẩm, về thời trang, thì bạn phải cung cấp những cái sản phẩm mà nó phù hợp với cả cái nhu cầu của cái khách hàng của bạn. Ví dụ như là mỹ phẩm về họ đang quan tâm đến những cái sản phẩm mỹ phẩm về bôi mặt chẳng hạn, thì mình chỉ cung cấp những cái sản phẩm về bôi mặt thôi, chứ không thể cung cấp những cái sản phẩm khác thì nó sẽ không phù hợp với cái nhu cầu của họ. Và ví dụ như đây thì họ hoàn toàn có thể là mua hàng một cách trực tiếp. Họ bấm vào nút xem sản phẩm và có thể mua hàng được luôn. Ok. Thì ở đây nó có, bạn có thể thêm rất là nhiều hình khác nhau ở đây. Ở đây có những cái sự lựa chọn khác nữa. Đấy, ví dụ như khách hàng muốn mua hàng. Sau khi mình đăng ký rồi thì mình sẽ bấm vào nút tiếp tục. Và vào đây thì khách hàng có thể là mua hàng. Cái này thì mình chỉ thao tác một lần thôi. Đó, có thể là sau đó thì bấm vào nút đặt hàng. Ví dụ như là mình có thể cập nhật cái thông tin địa chỉ ở đây. Mình có thể khách hàng có thể đặt cho những cái ghi chú, kiểm tra đơn hàng, xác nhận. Như vậy là một đơn hàng đã hoàn thành. Thì để tạo ra một kịch bản như thế này, thì những cái chuỗi hành động như thế này, thì mình cần phải tạo ra một kịch bản.
Và cái bước tạo kịch bản là cái bước vô cùng là quan trọng để giúp cho bạn tạo ra một cái hệ thống chatbot thân thiện với khách hàng, cũng như là giúp cho cái việc bán hàng của bạn nó trở nên dễ dàng hơn. Thì bây giờ mình sẽ đi vào cái phần chi tiết hướng dẫn cho các bạn. Thì ở trong cái quy trình chatbot, mình theo cũng cái trải nghiệm của mình qua cái việc là mình tư vấn rất là nhiều, cũng như là hỗ trợ rất là nhiều cái đối tác của mình, thì mình chỉ phân ra làm 5 5 cái điều quan trọng trong việc bạn tạo ra một kịch bản chatbot. Và bạn chỉ cần theo đúng 5 cái điểm quan trọng này thôi, thì nó sẽ giúp cho bạn, 5 cái chiến lược này nó sẽ giúp cho bạn tạo ra một cái con bot nó hiệu quả và tăng cái tỷ lệ chuyển đổi mua hàng. Thứ tự ở đây thì bạn không có thể bạn không cần phải quan tâm cái thứ tự ở đây nhé. Cái đầu tiên tôi muốn chia sẻ cho các bạn đó chính là cái kịch bản khởi động. Kịch bản khởi động là gì? Ví dụ như là chúng ta sẽ quan sát ở đây. Ví dụ như cái phần đầu tiên khi mà vào trong bot ấy, thì nó là một cái kịch bản khởi động. Được chưa? Thì cái kịch bản khởi động này thì bạn cần phải qua chú ý ấy, quan tâm đến cái điều gì? Đó chính là thứ nhất. Trong cái kịch bản khởi động này thì bạn phải mang những cái điều tốt đẹp nhất của bạn ra để chia sẻ cho khách hàng. Đó là gì? Đó là cái sản phẩm và dịch vụ của bạn nó có thể giải quyết được cái vấn đề gì cho khách hàng. Và giải quyết cái vấn đề cho khách hàng bằng việc bạn cung cấp cho họ những cái sản phẩm và những cái dịch vụ cụ thể gì nhá. Thứ hai, đó là bạn sẽ thu hút họ bằng những cái ưu đãi đặc biệt gì, những cái mã giảm giá và những cái chính sách dành cho khách hàng mua hàng của bạn là gì, thì bạn hãy phô hết ra ngoài chỗ này. Và như vậy thì mình sẽ thu hút được nhiều cái đối tượng khách hàng hơn khi mà họ vào trong cái con bot. Đồng thời ở cái kịch bản khởi động này thì cũng bạn cũng cần phải quan tâm đến cái việc là có người họ sẽ thích tương tác với bot, nhưng có người họ sẽ thích tương tác với người hơn. Và đối với những người họ thích tương tác với người thì bạn cần phải cho họ cái sự lựa chọn, đó là họ tương tác với người, đó là bằng cách là họ có thể để lại số điện thoại cũng như là chat trực tiếp với cả khách hàng hoặc chat trực tiếp với cả nhân viên của mình. Thì đấy là cái phần khởi động. Thì xong cái phần khởi động thì đến cái phần thứ hai mà tôi muốn chia sẻ cho các bạn. Đây chính là cái phần menu. Thì ở trong cái phần menu, tại vì ở phần menu thì nó chỉ có 3 nút chính thôi. Như đây tôi chia sẻ với bạn thì 3 nút chính đây, chính là cái phần 3 nút chính này. Thì ở trong cái phần 3 cái nút chính ở menu thì bạn cần phải đưa ra, đó là những cái sản phẩm của bạn, những cái quà tặng và những cái tư vấn trực tiếp để khách hàng có thể là chủ động tương tác với cái nhãn hiệu cũng như cái fanpage của bạn một cách nhanh chóng. Thì xong cái phần thứ hai thì đến cái phần thứ ba mà tôi muốn chia sẻ cho các bạn. Đó là cái phần là chuỗi tin nhắn để có thể chăm sóc khách hàng. Thì cái chuỗi tin nhắn này thì đối với mỗi một cái kịch bản thì bạn sẽ gắn một cái thẻ tag khách hàng, và với mỗi một cái thẻ tag khách hàng như vậy thì bạn có thể tạo ra những cái chuỗi kịch bản tin nhắn để có thể chăm sóc khách hàng hoàn toàn tự động. Thì bạn tùy cái sản phẩm dịch vụ, bạn sẽ có những cái chiến lược gửi tin nhắn khác nhau. Tuy nhiên những cái tin nhắn này thì nó phải theo cái quy định của Facebook, đó là bạn chỉ được gửi những cái thông tin như thế nào, nó gồm có những cái thông điệp bán hàng hay không bán hàng. Đấy, thì cái này thì bạn sẽ có thể tự tìm hiểu vì nó rất dễ dàng tìm hiểu những cái thông tin này. Thì một trong những cái công thức mà tốt nhất để giúp cho bạn tăng tỷ lệ chuyển đổi và
về lợi ích cho khách hàng thì sẽ có một cái thông điệp để bạn có thể bán hàng. Ví dụ đây tôi cung cấp thêm một cái tin nhắn với tin nhắn số 4 nha, tin nhắn số 4. Đó. Thì bạn tuân thủ theo cái công thức này, nó sẽ giúp cho bạn tăng cái tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng, mua hàng. Vì đây là cái mục thứ ba. Còn cái mục thứ tư mà tôi muốn chia sẻ cho các bạn, đó chính là bạn cần phải phân loại được cái khách hàng của bạn, khách hàng tiềm năng của bạn. Đó là bạn cần phải phân loại được khách hàng chưa mua hàng và khách hàng đã mua hàng. Bởi vì tại sao bạn cần phải phân loại, một trong những sức mạnh vô cùng quan trọng khi bạn sử dụng nền tảng chatbot. Có thể giai đoạn đầu bạn chưa cần phải tập trung vào cái việc ra đơn hàng và lợi nhuận. Tuy nhiên, bạn hãy tập trung vào việc phân loại khách hàng. Bởi khi bạn phân loại được khách hàng thì bạn mới có được những cái thông điệp phù hợp để bạn gửi cho khách hàng đấy và mang lại những cái trải nghiệm tuyệt vời, những cái trải nghiệm wow và những cái thông điệp, những cái thông tin mà khách hàng cần. Thì có những cái thông tin mà khách hàng cần thì giúp cho cái tỷ lệ chuyển đổi mua hàng nó cũng trở nên tốt hơn rất là nhiều. Và khi bạn phân loại được khách hàng thì bạn hoàn toàn có thể phân loại được khách hàng đã mua hàng, khách hàng chưa mua hàng, khách hàng đến kịch bản 1, khách hàng đến kịch bản 2, khách hàng đến kịch bản N. Đó, thì đối với mỗi một cái nhóm khách hàng thì bạn có những cái thông điệp phù hợp để bạn gửi cho họ. Thì bạn gửi đúng cái insight, đúng cái nhu cầu của họ thì cái khả năng ra quyết định mua hàng của họ sẽ trở nên tốt hơn rất là nhiều. Và cái phần thứ năm tôi muốn chia sẻ cho các bạn, đó chính là cái phần gửi tin nhắn lại cho cái khách hàng tiềm năng của bạn. Bạn có thể gửi 10.000 cái tin nhắn đến 10.000 khách hàng với cái chi phí rất là thấp. Và ở trong mỗi cái tin nhắn đấy thì nó có thể có văn bản, nó có thể có hình ảnh và video. Và những cái hình ảnh, video và văn bản này thì bạn phải nghiên cứu rất là kỹ những cái nhu cầu của khách hàng. Và qua đó thì bạn sẽ gửi đúng cái thứ họ cần và giúp bạn có được nhiều đơn hàng. Hy vọng những cái chia sẻ vừa rồi của mình sẽ giúp cho các bạn có được một cái tấm bản đồ trong cái việc là xây dựng cái chatbot hiệu quả. Và nếu như bạn cần một cái quy trình như thế này bằng cái bản mind map thì bạn có thể inbox cho mình hoặc comment bên dưới, mình sẽ gửi link, bạn có thể download cái hình về, nó sẽ giúp cho cái việc khi mà bạn tiến hành triển khai khi bạn tiến hành triển khai các cái khi bạn triển khai các cái chiến dịch hoặc là triển khai một cái con bot, thì bạn chỉ cần tuân thủ theo những cái quy trình, tuân thủ theo cái quy trình như thế này thôi, thì bạn sẽ biết được bạn đang làm đến phần nào và bạn cần phải làm gì để hoàn thiện cái con chatbot của mình nó thật là hiệu quả và nó mang lại cái trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng. Thì nếu bạn cần cái phần mind map thì mình cũng sẽ chia sẻ cho các bạn, thì ở đây nó sẽ có những cái nội dung thì mình có nốt vào trong này rồi, thì nó cũng sẽ giúp cho cái việc triển khai của bạn nó trở nên dễ dàng hơn. Hy vọng cái video này của mình nó có thể giúp ích cho bạn trong cái việc là triển khai xây dựng chatbot ở trên Facebook, giúp cho các bạn chăm sóc khách hàng và bán hàng hiệu quả hơn, tạo ra một hệ thống chatbot tuyệt vời. Nếu bạn mong muốn có một người đồng hành để giúp bạn tạo ra hệ thống chatbot thông minh cũng như là mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng và giúp bạn rút ngắn được cái thời gian triển khai cũng như là tối ưu cái tỷ lệ chuyển đổi, thì bạn có thể liên hệ với mình qua cái Facebook là Hùng Barnes, thì mình có thể hỗ trợ cho bạn. Một lần xin cảm ơn bạn đã xem cái video này của mình. Ở cái video tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn cho bạn từ kịch bản cơ bản làm thế nào để có thể chuyển đổi thành một cái kịch bản setup ở trên một cái nền tảng chatbot.
làm sao để cho nó hiệu quả và nhanh chóng. Hãy chờ đón video tiếp theo của mình nhé. Xin chào.